Xin chào các bạn, tôi phát hiện ra được cái trục laser điện ở tầng 2 các bạn ạ. Tổng cộng với cái mặt sàn tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 thì các bạn thấy là nó đang kéo như thế này. Thì các bạn thấy là họ đã kéo một số phần dây tín hiệu, dây điện thoại các bạn. Cái tủ á, cái tủ tổng đài điện thoại nó sẽ nằm ở đây, ở trên tầng đây. Thì nó rất là nhiều lây, tôi đoán nó khoảng cỡ tầm không biết bao nhiêu lây. Người ta đặt như thế này là chết rồi, cũng không có gì. Thì nếu mà nó lịch như thế này á thì các bạn có biết làm gì không? Chúng ta đặt cái tủ chúng ta che nó thôi, mà chúng ta gom dây nó như thế nào để cho nó được, để mà đủ đủ đầu chúng ta đấu. Cáp này internet các bạn ạ, nó nhỏ chứ ta, loại này 2 4 6 8 8 ruột này. Thì cái này là nó gọi là cáp, này tôi gọi là cáp 4 bè, nghĩa là 8 đôi, 4 đôi á, 4 bè là 4 đôi, 8 ruột internet các bạn ạ. Thì cái tổng đài điện thoại còn phải xài 2 bè nè, 2 bè nè, 2 bè là 4 sợi nè các bạn ha. Như này là điện thoại nha, thì chắc chắn là hệ thống điện nhà nó sẽ nằm ở đây. Và tôi cũng chắc chắn với các bạn luôn, đây là tủ điện tầng, đây là phòng kỹ thuật. Thì hiện giờ này mình thấy nó đang kéo được có một cái tủ mà nó đã chạy được cái dây cáp mà 3 sợi nhân bao nhiêu mili này, 10 cấp 10 các bạn, nó đã kéo cấp 8 này, cấp này cấp 8, lầy, tè và dây trung tính là dây màu xanh các bạn. Thì cái phòng là phòng kỹ thuật, tôi đang quay lén nha các bạn nha, nguyên tắc thì không có được quay đâu. Và ống trời này là người ta chờ cho cái đèn nó hoàn tục và công tắc. Công tắc này các bạn thấy là nó quá sâu. Công tắc nếu mà thường mà mình thiết kế bài bản là nó sẽ nằm đây, nó cách 10 phân thôi. Chúng ta trồn ở ngoài chúng ta vô quá sâu, không đạt yêu cầu. Thì cái phòng này tôi đã thấy ở tầng 2. Mọi người nó đi lén rồi. Ok, tầng 2. Thì các bạn thấy là cái phòng này nó cũng sẽ không khác gì cái phòng ở trên. Nhưng mà tiến độ ở bên trên nó đã nhanh hơn rồi. Thì các bạn thấy là cái vị trí ở đây này, các bạn nãy mình thấy là nó hơi khác thôi, nhưng cái phòng sẽ giống nhau nè. Bây giờ thì người ta đã đi ống đồng hết rồi. Ống đồng đây, người ta thì đi mỗi nơi nó mỗi khác, thì nó cũng không có được thống nhất lắm. Nhưng mà ok các bạn, không có vấn đề gì ở trên la phong này nè. Chúng ta không có khoét lỗ để chúng ta gắn đèn. Ở cái trần này nó sẽ khác hết dưới cái phòng ở trên, đó là nó được gắn la phong rất là đẹp. Mà để đánh giá cao được cái hệ thống á, thì chúng ta thấy rằng là nó phải phối hợp với cửa điện. Còn cái này các bạn thấy nó bị lỗi không? Có nghĩa là cái ống điện này nó nằm quá thấp, nó nằm ngoài la phong này, chúng ta phải sửa, chúng ta đục, chúng ta kéo cái sợi dây này lên. Dạ, mà thấy không? Cho nên là khi đi thi công không chuẩn thì cái người đi sau là người hút rác, rất là khổ. Và các bạn thấy rằng là cái phòng ở đây thì ở trên này là có bóc không gian, ok, cái bóc này là ok rồi. Thì không biết là cái đường nguồn điện á, đường nguồn và để mà người ta cấp vào cái tủ này nè bạn này, tôi đang lo lắng là nãy tôi nói lo lắng chứ các bạn, là cái này cái đường leo cắm mà không biết là nó đi như thế này mà có kéo được hay không là vấn đề các bạn thấy vậy cho nên tôi ngại lắm, sợ kéo dây không qua đúng không. Thì đường nguồn lên rồi thì ok ha, tôi không ngại ở đây. Nhưng mà hiện giờ tôi đang lo lắng là các bạn thấy cái tủ này với cái phòng kỹ thuật nó nằm bên này phía trong này, phía trong cái tường này mà tôi mới vừa quay với các bạn đó. Thì không biết là lấy điện theo kiểu gì đây nó không, nó chạy ra. Bây giờ các bạn tưởng tượng nha, tôi lấy cho các bạn phòng, tôi qua phòng này nha. Các bạn thấy là đang đóng là phòng cực kỳ đẹp ha, cực kỳ đẹp. Thì người ta đóng la phong rất đẹp này.
cái hành lang này ở tầng 2 các bạn, nó đang hoàn thiện. Bên ngoài hành lang rất là đẹp. Mà hành lang như thế này là phải có tắc hai quầy để điều khiển tắc hai nơi đúng không bạn? Tôi không biết là nó thiết kế như vậy hay không. Vô phòng ha. Những phòng này các bạn thấy là đã lót nền không? Nếu như mà dây ống bỏ không tốt thì các bạn nghe, chúng ta kéo dây hôm qua là xong phim. Cái này là chúng ta đã có đục rồi. Thì cách mà xử lý đó, nó giả sử như có đó, thì tôi cũng sẽ quay cái clip kinh nghiệm cho các bạn. Phòng này cái tủ điện nó nằm đâu ta? Tôi thấy cái tủ điện ha. Chắc tủ điện là tủ điện chung. Ở đây này nó sẽ đóng la phong hết, mình không ngại. Còn trong này cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ha. Ok, nói chung là thưa các bạn là với cái trong căn này tôi không lo, nhưng mà tôi không biết là lấy nguồn điện từ đâu. Và thứ hai tôi đang lo là vấn đề là cái đường luồng điện này này, chúng ta kéo nó như thế nào, đúng không? Thì bây giờ thưa các bạn là ống người ta đã bỏ đi, ống này, ống này gọi là đi trên mặt sàn hoàn thiện, 5 phần hoàn thiện. À đây, cái tủ điện kia các bạn, đây tủ điện nè, còn thấy chưa, tôi cái đây ha, từ từ tôi sẽ tới. Thì các bạn biết không, ở trong căn hộ chúng ta xử lý nó ok lắm. Đây là những ổ cắm người ta bỏ, người ta trước khi đổ bê tông người ta đã đặt ấm sàn mà người ta đục, mà tôi không biết là người ta bẻ con, người ta khả năng là có kéo dây được hay không, nó mới là vấn đề quan trọng. Thì các bạn biết là đi ống nó gắt quá thì nó không kéo được. Mình thử cái sợi dây này nó nhúc nhích gì đâu không ha. À kia các bạn, đây này, có nghĩa là mình nhúc nhích mình biết ha. Đây này, thì các bạn thấy là tôi giật cái này thì cái đầu bên kia nó chạy, thì có băng vẽ mình biết liền à. Các bạn thấy nhất không? Ok, có nghĩa là chúng ta biết được cái đường dây này. Mà không biết là chúng ta kéo dây điện nó qua hay không thì cũng hay xui. Đó là tiền phụ của tay người có thể có thể nó như thế nào. Rồi, ở bên này nó vừa có ổ cắm điện thoại internet này. Chưa? Rồi các bạn thấy nè, người ta kết nối cái hệ thống này nó như thế này. Sao mà kéo dây đây, chúng ta phải kết nối lại. Ở đường này người ta bỏ đi như thế này để người ta lên cái tủ điện. Là tủ này hơi to à. Phòng lớn mà, nó chia rất là nhiều lay tuyến các bạn. Đó là tuyến phòng, vừa tuyến siêu vi, tuyến ổ cắm như thế nào thì nó bảo vệ được rồi. Nhưng mà các bạn thấy là ở trên này, đây này ha, kết nối một đống bóc để chúng ta kết nối xuống này. Nó từ hành lang điều khiển như thế nào đây? Thì tôi chưa có vẽ rõ nhưng mà tôi sẽ biết. Đó. Mà ở đây mà cũng nhắc lại các bạn lần nữa, đó là từ phòng kỹ thuật mà lấy điện về đây thì đi đường nào? Cái này mới đau đầu. Thật sự tôi rất là đau đầu, tôi không biết lấy như thế nào đây. Cái này nè, tôi đang lo nhất là các bạn biết rằng là cái đường nguồn đi á. Cái trong này xử lý kiểu gì cũng được, nhưng mà đường ngủ đi là thiếu ngay. Các bạn thấy nó còn trường lớn rồi, đẹp. Cái này là thợ phải có kinh nghiệm quay lén các bạn. Thợ phải có kinh nghiệm mới xử lý được, còn mà thợ mà yếu xin thua, các bạn là thua. Đây, tôi cũng sẽ kiểm tra thử cái bên trục này nó có phòng kỹ thuật hay không. Thưa các bạn là không. Vậy là thưa các bạn, ở tòa nhà này chỉ có một đường trục kỹ thuật điện. Tôi quay lại về cái phòng kỹ thuật nha. Và quay xuống đây các bạn thấy là đây là tầng cuối cùng, nằm ở dưới các bạn, dàn giáo người ta đang bắt, người ta đang thi công. Ok,
Các bạn thấy là người ta đang nghỉ trưa không? Đó. Nên tôi quay lén các bạn nha. Ok. Bây giờ tôi ra đây, không có người tôi ra đây nha. Đó, bây giờ phòng thằng lá phòng đóng này. Đi về phòng bên kia ha, bạn sẽ nhìn tay tôi ha. Đi về phòng tất cả phòng tủ điện bên kia thì đi đường nào đây? Để cấp nguồn điện. Mà phải cấp nguồn điện 3 pha mới đủ. 3 pha và 4 sợi. Các bạn thấy là trên cao. Còn đây là ống cứu quả để phòng cháy chữa cháy. Ok. Đây quay lại phòng này. Ở phòng kỹ thuật. Đây là điện nhà ha. Đây đường nguồn sẽ có một tủ điện cái nằm ở đây. Cho tầng nguyên cái tầng này. Nhưng mà thưa quý vị, hiện giờ thì không biết là lấy điện nguồn đi vô đó bằng ống nào đây. Thì đi như thế nào? Thì cả một cái vấn đề người ta có đặt ống hay không, hay là để tôi xử lý sau. Vì mình đang lo lắng cái đó. Rồi thân ái chào các bạn, chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm để chúng ta biết chúng ta đi như thế nào. Rồi nếu các bạn cảm thấy ủng hộ tôi, các bạn like, các bạn share video này và các bạn bày tỏ suy nghĩ của mình, và các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ comment dưới video, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Xin thân ái chào các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau những video sau. Xin chào các bạn.